Các bạn, hôm nay mình giới thiệu một cái công cụ giúp các bạn làm cái lỗ then nhanh. Mình sẽ làm một cái đầu tiên là cái trick đầu tiên mình sẽ nói về tạo một cái keyword on shop, một cái then trên một cái trục ha. Đầu tiên mình có một cái trục cơ bản trước đây. Đây mình cho cái trục này là chẳng hạn cái trục này là 50, chiều dài nó là 100, 200 đi. Ok, mấy bạn có một cái trục đường kính 50. Thì với công cụ, với cái feature của mình tạo ra thì mấy bạn rất là dễ khi mấy bạn tạo một cái trục trên một cái rãnh then trên cái trục bằng cách nào. Thứ nhất là bạn sẽ cầm cái file này nè, cái file keyword on shop này. Mình sẽ chia sẻ với bạn cái file này đính kèm theo cái video ha. Thì khi mấy bạn sử dụng, mấy bạn chỉ cần nhóc, các bạn kéo vô, các bạn thả vô cái mặt đầu của cái trục á. Rồi thứ hai, mấy bạn chọn cái đường kính cái trục. Thì lúc này á, máy sẽ hỏi mình là ví dụ như giờ bạn muốn cái, tại vì cái rãnh then là tiêu chuẩn, vậy mình làm sao mình để sử dụng nó. Cái trục mình 50 nên là mình chọn là cái key A từ 14 14 9, đường kính trục từ 45 tới 50. Chọn cái mặt, cái biên dạng ngoài á. Ok, là xong. Là mình sẽ được cái key on shop. Thì từ cái key này mấy bạn có thể điều chỉnh cái chiều dài thì thuộc vào cái ý của mình chọn. Chẳng hạn ở đây mình muốn 10, mình có thể điều chỉnh này lại 10. Ok, có thể chỉnh cái này còn là 180 thôi. Ok, cái key này có cái gì hay, có nghĩa là mình trong quá trình mình làm á thì mình sẽ show kích thước lên cho các bạn thấy. Mình đã ghi dung size sẵn rồi, khi bạn xuất kích thước thì có sẵn dung size đó, mình không cần suy nghĩ, không cần làm gì hết, chỉ cần lấy cái file thì mình sử dụng thôi đó. Nghe bây giờ vậy, cái giờ cái trục mình nó dài hơn chẳng hạn là sao, ví dụ như trục mình 800 chẳng hạn, có khi ở đây mình làm một cái key nữa nha. Mình chỉ cần lấy cái file đó, lấy cái file này keyway on shop nè. Các bạn lấy cái file đó, bạn nhấp, bạn bỏ, thả vô trong này đó. Rồi máy hỏi các bạn là đường kính trục 50, chọn vô, chọn cái biên dạng đó, làm từng bước, chọc được hai cái key. Bất kỳ cái trục nào máy bạn cũng có thể làm được. Giờ mình có trường hợp khác, chẳng hạn mình không làm ở trục ở ngay đây, mình chẳng hạn mình cái trục mình có bật, mình làm sao mình thử ha, mình thử nghiệm cái vấn đề này. Mấy bạn soi này, mình thử cái trường hợp trục bật. Mấy trục này là 60, 60, 100 đi. Này còn 50 chẳng hạn. Thêm một cái thước là ràng buộc nó luôn đi cho dễ. 300 rồi, này 110 nè. Đây cái trục này, bây giờ mình làm key nha. Lấy cái file mình chọn, cái file của mình chọn, mình nhấp vô, chọn cái mặt phẳng, cái mặt của đầu trục á. Sau đó mình biết mình chọn bất kỳ, mình sử dụng như bên đây mình chọn đại cũng được. Cái mình quên cái đường kính trục rồi,
Đường kính trục mình là 50. Vì đường kính trục 50 nên mình phải mình edit cái feature này nè. Mình chọn đường kính trục 50 nên mình phải chọn cái dưới 50. Ok. Mới đúng tiêu chuẩn được. Rồi, giảm này lại, điều chỉnh này theo ý mấy bạn muốn. Rất là nhanh. Nhanh không mấy bạn? Ok. Là một cái trục. À, một cái thang này. Cái hàng bên đây mình muốn tạo thang nữa, nhưng mà cái trục mình đây là 40. Ok, lấy cái file vô. Đó, chọn cái mặt 40 phải không? 40 là nằm trong dải 39 đến 44. Mình chọn biên dạng. Ok, xong. Tiếp theo, mình chọn ở cái mặt đây. Được không nha? Chắc là được. Chọn vô cái mặt. À, cái trục nãy mình tới 60 rồi á. Trục 60 là từ 59 tới 65. Nhập vô. Ok. Sáu mươi nha. 59 tới 65. Học. À, ví dụ như mà cái trục này mình muốn làm cái mình không muốn làm cái then dạng này, mà là then đi từ mặt đầu đi tới vô luôn, thì mình làm sao? Mình có thêm một cái option khác, đó là cây dạng bi. Cây dạng bi nè, nhấp vô, bỏ vô. Trục mình là 40 phải không? 39 tới 40. Chọn mặt. Đó, mày có thể option lại. Đúng nè. Bốn mươi. À, chào các bạn. Tiếp theo cái tip mà mình muốn gửi tới mấy bạn là hôm trước mình đã làm key on shop rồi, bây giờ mình sẽ làm cái key on home. Key on home là sao? Là mình có một cái lỗ, rồi mình sẽ làm cái then cho nó. Đầu tiên mình cần có một cái chi tiết mặt phích chẳng hạn. Lỗ mình là khoảng 45 đi. Xuất ra mà mình bỏ này đi. Đối với cái feature này á, mình làm nhưng mà mấy bạn nhất thiết mấy bạn phải có lỗ trước phải có lỗ trước nếu mà mới làm then được, tại vì cái độ chính xác của cái kích thước của then nó phù hợp thuộc kích thước của lỗ. Ví dụ như mình có cái lỗ ở đây mình phải 50 chẳng hạn, ở đây mình cắt nó đi. Bây giờ mình muốn làm then ở đó thì mấy bạn mới bắt đầu mấy bạn mới làm được. Mình sẽ đính kèm cái file này cho mấy bạn sao ha. Mình có key on hold nè. Bạn nhấp cái bạn bỏ vô chi tiết của mình. Đầu tiên là cái lỗ mình là lỗ 50. Lỗ 50, rồi mình sẽ chọn một cái đó. Chọn cái bề mặt. Chọn bề mặt xong các bạn chọn cái biên dạng của cái đường tròn đường kính 50 đó, mấy bạn sẽ ra cái thang. Xong. Thế thôi. Rất dễ, thử lại nha. Cái ngang bên đây. Đây, nhấp vô, chọn cái mặt thẳng, sau đó chọn cái đường kính lỗ mình muốn thực hiện. Dù như mình muốn cái than, tiêu chuẩn than là than mới có tiêu chuẩn, mình chọn đó, chọn bề mặt, xong. Mong rằng
những cái file mình tạo sẽ mấy bạn sẽ giúp mấy bạn làm những cái kiki những cái lực ảnh thang nó nhanh hơn. Cảm ơn mấy bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.